mình làm rất vui khi gặp lại quý khán giả trong chương trình an toàn thông tin của đài phát thanh và truyền hình tây ninh. chuyên mục được phát vào lúc 12 giờ 50 phút thứ ba, tuần thứ hai và tuần thứ tư trong tháng trên kênh TTV 11 và phát lại trên kênh youtube, website của đài phát thanh truyền hình tây ninh. kính thưa quý khán giả, trong thời điểm cả thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát triển bùng nổ của những công nghệ mang tính đột phá và việt nam là một trong những quốc gia đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ở tất cả các ngành trong đó hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của ngành thuế ngày càng phát triển tại cục thuế tây ninh việc ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần xây dựng cục thuế hiện đại hoạt động hiệu lực hiệu quả và triển khai thành công các chương trình kế hoạch cải cách thủ tục hành chính đến các tổ chức doanh nghiệp cá nhân và được ghi nhận cũng như đánh giá cao trong những năm qua ngành thuế đã có một quá trình phát triển và xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa cải cách để phục vụ người dân và doanh nghiệp đặc biệt ngành thuế xây dựng hệ thống công nghệ thông tin tích hợp tập trung với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu của quy trình quản lý thuế và cung cấp nhiều dịch vụ công trực tuyến cho người nộp thuế có phần xây dựng ngành thuế hiện đại hoạt động hiệu lực hiệu quả trong năm 2022, toàn ngành thuế không chỉ hân hoan với dấu ấn thu ngân sách năm 2022 vượt dự toán, mà còn ghi thêm nhiều dấu ấn trong cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, đáp ứng yêu cầu chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số. Đặc biệt, năm 2022, ngành thuế đã phủ sóng 100% hóa đơn điện tử, triển khai ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động, gọi là e mobile với ngành thuế Tây Ninh, kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2022 so với dự toán Bộ Tài chính giao đạt gần 129% và đạt hơn 120% so với dự toán của Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Bên cạnh đó, ngành thuế Tây Ninh đã triển khai 23 phần mềm ứng dụng cấp cục thuế và chi cục thuế. Ứng dụng công nghệ thông tin đã hỗ trợ doanh nghiệp trong việc khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, hóa đơn điện tử. Tổng doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế thông qua phương thức điện tử là 4.513 doanh nghiệp. Về ứng dụng dịch vụ nộp thuế điện tử, Cục thuế tỉnh phối hợp với 52 ngân hàng thương mại đã hoàn thành kết nối nộp thuế điện tử với Tổng cục thuế. Tại cục thuế và 100% chi cục thuế khu vực triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử. Số lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia sử dụng đạt tỷ lệ 95,07%, số chứng từ đạt 82,96%, số tiền nộp thuế điện tử đạt 95,60%. Có thể thấy ứng dụng công nghệ thông tin mang lại rất nhiều lợi ích cho các ngành nói chung và ngành thuế nói riêng cũng như tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, cùng với quá trình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các nguy cơ về lộ lọt, mất an toàn thông tin cũng ngày càng tăng và những hình thức tấn công trên mạng ngày càng đa dạng, tinh vi, nguy hiểm. Hiện nay là cái dữ liệu của ngành thế đang từng bước được hình thành và nó là một cái phản tài nguyên vô cùng quý giá của quốc gia. Và đây cũng là một cái kho dữ liệu lớn mà cần phải được đảm bảo an toàn để trong trong cái vấn đề khai thác, sử dụng phục vụ vào nhiều mục tiêu khác nhau không riêng gì mục tiêu quản lý thế mà là một mà phục vụ cho người dân cho doanh nghiệp và kể cả các cái cơ quan lý, quản lý nhà nước khác thì chính vì vậy ngành thế chúng tôi luôn đặt cái vấn đề an toàn an ninh về thông tin hàng đầu và đây cũng là một cái nhiệm vụ then chốt đảm bảo cho cái sự phát triển của ngành thế trong tương lai phục vụ cho quá trình chuyển đổi số thành công của cả quốc gia chứ không riêng gì của ngành Cơ sở dữ liệu của ngành thuế là một cơ sở dữ liệu khổng lồ, bao gồm dữ liệu tình hình thực hiện thu ngân sách quốc gia, thông tin của các doanh nghiệp. Do vậy, ngành thuế luôn coi việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho cơ sở dữ liệu và hạ tầng kỹ thuật của ngành thuế là một trong những nhiệm vụ ưu tiên trong chiến lược phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và hiện đại hóa ngành thuế. Theo thống kê, trung bình một năm toàn thế giới thiệt hại khoảng hơn 400 tỷ đô la Mỹ do các cuộc tấn công trên mạng gây ra trong bối cảnh đó để đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho hệ thống cơ sở dữ liệu chung của ngành cục thuế tây ninh đã đưa ra rất nhiều chỉ đạo đi kèm cùng các giải pháp cụ thể theo đó trong quá trình triển khai và thực hiện công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin mỗi cán bộ công chức trong ngành luôn nhận thức được sự cần thiết công tác bảo đảm an toàn an ninh thông tin bên cạnh đó, để bảo đảm an toàn thông tin trong ngành thuế, cục thuế Tây Ninh cũng thường xuyên thực hiện tập huấn, phổ biến và quán triệt đầy đủ tới cán bộ công chức về quy định áp dụng đối với các đơn vị, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong ngành thuế để bảo vệ toàn diện, ngăn chặn các mối đe dọa, các cuộc tấn công có mục đích làm mất an toàn thông tin, đảm bảo an ninh an toàn thông tin cho ngành thuế trên môi trường mạng. Chúng tôi ở đây thì các cái triển khai bên cạnh các cái giải pháp về mặt kỹ thuật À, ứng dụng các cái công nghệ tiên tiến, thí à, dụ như là big data à, để quản lý cơ sở dữ liệu và đồng, đồng thời là triển khai hàng loạt các cái cái giải pháp kỹ thuật tiên tiến trên thế giới để chúng tôi bảo vệ cái cái tính an toàn của cái dữ liệu. Rồi đồng thời là trong thời gian vừa qua dưới cái tình hình tấn công xâm nhập của các thế lực khác nhau, Rồi đặc biệt là các cái một nhóm đối tượng có cái lừa gạt trên không gian mạng. À, rồi chúng ta cho nên là chúng tôi cũng phải đặc biệt đặt đưa cái vấn đề an ninh lên à, lên hàng đầu à, để đảm bảo giữ vững là cái an toàn cho hệ thống hoạt động một cách thông suốt. Gần đây trên các nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện quảng cáo các dịch vụ trực tuyến về những tên miền áp giả mạo cơ quan thuế đưa các đối tượng xấu thiết lập và sử dụng với mục đích lừa đảo về việc ủy quyền đóng thuế mua bán hóa đơn bất hợp pháp. Đáng chú ý, hiện tượng các đối tượng lừa đảo không chỉ sử dụng nhiều đầu số di động mà còn sử dụng tin nhắn giả mạo thương hiệu để gửi tin nhắn giả mạo nhằm thực hiện thủ đoạn phát tán tin nhắn lừa đảo người dùng truy cập các app giả mạo cơ quan thuế tại tây ninh theo phản ánh của một số cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua nhiều đơn vị đã bị nhiều đối tượng gọi điện tự xưng là cán bộ ngành thuế yêu cầu mua tài liệu hướng dẫn cách kê khai nộp thuế theo phương thức thương mại điện tử và hướng dẫn người nộp thuế cài đặt các phần mềm ứng dụng trên điện thoại thiết bị thông minh giả mạo cơ quan thuế nhằm chiếm quyền điều khiển thiết bị lấy cắp thông tin cá nhân thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản đây là ý kiến của người dân, doanh nghiệp đã bị đối tượng lừa đảo gọi điện, nhắn tin giả danh công chức cơ quan thuế, rao bán tài liệu thuế và hóa đơn giá trị gia tăng. Thời gian vừa qua, người ta cũng có những cái thông tin là triển khai cái app này, app kia trên các trang web này, trang web nọ nhưng mà xin thưa với là toàn bộ là là giả mạo và dùng cái tên miền á thì gần giống như cái tên miền của ngành thuế để là tạo cái sự tin tưởng cho, cho cho doanh nghiệp và người dân và đồng thời cũng may mắn là chúng tôi cũng đã có những cái cảnh báo kịp thời tôi cũng khẳng định lại một lần nữa là ngành thuế không triển khai những cái app mà chúng tôi chỉ triển khai những cái cổng thông tin cổng dịch vụ công để giải quyết thủ tục hành chính là không qua cổng chính quy. Dưới đây là một số lời khuyên đến người dân để tránh trở thành nạn nhân của các cuộc lừa đảo giả danh cán bộ thuế. Thứ nhất, tạo nhận thức, hãy luôn cảnh giác và nhận thức về các hình thức lừa đảo phổ biến, cập nhật thông tin về các chiêu trò lừa đảo mới nhất và chia sẻ thông tin này với người thân và đồng nghiệp. Thứ hai, xác minh danh tính, khi nhận cuộc gọi từ ai đó tự xưng là cán bộ thuế, hãy yêu cầu người đó cung cấp thông tin xác thực về danh tính và đơn vị công tác. Nếu có nghi ngờ, hãy ghi lại số điện thoại và thông tin liên quan. Sau đó liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để xác minh. Thứ ba, không cung cấp thông tin cá nhân và tài khoản, không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân nhạy cảm hoặc thông tin tài khoản ngân hàng qua điện thoại hoặc tin nhắn. Cơ quan thuế không bao giờ yêu cầu cung cấp thông tin như mật khẩu, số tài khoản ngân hàng hoặc số điện thoại xác thực. Thứ tư, sử dụng kênh chính thống khi có giao dịch với cơ quan thuế, hãy sử dụng các kênh chính thống và tin cậy như cổng dịch vụ công trực tuyến của cơ quan thuế hoặc đến trực tiếp đơn vị để được hỗ trợ và giải quyết các thủ tục hành chính về thuế. Thứ năm, báo cáo các trường hợp nghi ngờ, nếu bạn gặp phải các cuộc gọi hoặc tin nhắn đáng ngờ giả danh cán bộ thuế, hãy báo cáo ngay lập tức cho cơ quan thuế hoặc cơ quan chức năng để họ có thể tiến hành điều tra và ngăn chặn hành vi lừa đảo. Bên cạnh những khuyến cáo đến người dân thì yếu tố quan trọng nhất và quyết định đến vấn đề an toàn an ninh thông tin là con người. Mặc dù có trang thiết bị hiện đại, giải pháp tối ưu đến đâu, nhưng người sử dụng không được trang bị những kiến thức cơ bản, còn chủ quan có nhẹ vấn đề an toàn an ninh thông tin thì rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Tấn công dẫn đến lộ lọt thông tin, phá hủy hệ thống cơ sở dữ liệu và hạ tầng kỹ thuật của ngành thuế. Vì vậy, 100% cán bộ thuộc Cục Thuế tỉnh đã được tập huấn về an toàn an ninh thông tin được trang bị những kiến thức cơ bản nhất về kỹ năng an toàn an ninh thông tin để bảo vệ, ngăn chặn các mối đe dọa, các cuộc tấn công có chủ đích, cố tình phá hoại gây mất an toàn thông tin. Nhằm giúp người độc thuế phòng tránh tình trạng lừa đảo trực tuyến, Tổng cục thuế cũng đề nghị trường hợp nhận được các tin nhắn trên các nền tảng mạng xã hội và cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, không vội vã trả lời hay thực hiện theo nội dung hướng dẫn trong tin nhắn. Người nộp thuế cần kiểm tra kỹ nội dung tin nhắn, sau đó lưu lại các bằng chứng như tin nhắn hoặc ghi âm cuộc gọi, phản ánh tới doanh nghiệp viễn thông quản lý thuê bao để yêu cầu xử lý, đồng thời cung cấp các bằng chứng đã có tới các cơ quan chức năng của Bộ Công an và cơ quan thuế nơi gần nhất đề nghị xử lý hành vi sai phạm của các đối tượng theo quy định pháp luật. Ngành thuế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong phát hành, quản lý sử dụng hóa đơn điện tử thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình an toàn thông tin tuần này minh lam xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong các chương trình tiếp theo thân mến chào tạm biệt